Thưa quý vị, tích cực triển khai kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch bằng các chuỗi sự kiện và sản phẩm mới độc đáo, ấn tượng, du lịch Đà Nẵng đã nhanh chóng hồi phục và sôi động ngay sau khi mở cửa trở lại, sẵn sàng cho sự khởi sắc nhanh, mạnh trong giai đoạn bình thường mới. Chỉ tính riêng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Đà Nẵng đã đón khoảng 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Và ngay cả sau đợt nghỉ lễ, lượng khách đến Đà Nẵng vẫn tăng trưởng tốt, đặc biệt là khách quốc tế. Sự trở lại ấn tượng này là nhờ việc thành phố không ngừng đổi mới, liên tục ra mắt các sản phẩm du lịch có sức hút lớn. Hàng loạt sự kiện, chương trình được ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức mang đến không khí sôi động, cuốn hút ngay từ những ngày mở cửa đón khách trở lại. Cùng với đó, các doanh nghiệp lớn và điểm đến tại Đà Nẵng như Sun World, Banana Hills, Asia Park, khu du lịch Núi Thần Tài, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng cũng không ngừng tung ra những chương trình hấp dẫn thu hút du khách. Trong thời gian qua thì thành phố cũng đã tổ chức triển khai đón các cái chuyến bay quốc tế đầu tiên tới với thành phố, và bên cạnh đó thì thành phố cũng đã triển khai nhiều các cái sản phẩm như là sản phẩm du lịch biển CT15, phố đêm Mỹ An, phố đi bộ An Thượng, hay là khai trương cái tuyến thủy nội địa từ Đà Nẵng đi Lý Sơn. Và bên cạnh đó thì cùng với lại cái công tác phát triển sản phẩm thì thành phố cũng đã triển khai nhiều các hoạt động xúc tiến, đón nhiều các cái đoàn farm trip, các cái đoàn báo chí tới từ các cái thị trường trong nước cũng như là quốc tế để tăng cường cái quảng bá hình ảnh của thành phố, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế ngay trong năm 2022. Hiện nay, công viên Asia Park đã mở cửa trở lại, khu du lịch Sun World Banana Hills cũng ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới ấn tượng như mắt cổng thời gian, lâu đài mặt trăng, thác thần mặt trời, lễ hội ẩm thực và Beer Festival 2022 và show diễn chủ đề The Power of the Moon Kingdom, không chỉ giúp thu hút lượng lớn du khách mà còn đem lại ấn tượng đẹp cho du khách khi trở lại thành phố ven sông Hàn. Rất là tuyệt vời, tôi rất là phấn khởi khi được tới Đà Nẵng lần này cũng là lần đầu tiên, và tôi rất là hãnh diện vì vùng đất quê hương Việt Nam mình có những cái lễ hội và những sự kiện này rất là hoành tráng, và mong mỏi là những sự kiện này nó sẽ lan tỏa để người dân Việt Nam và trên thế giới sẽ được xem những tiết mục hay như vậy, rất là tuyệt vời. Các cái dự án sắp đầu tư sắp tới thì chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo được cái sự đột phá cho du lịch Đà Nẵng, đặc biệt là trong năm 2023 khi du khách quay trở lại với Bà Nà thì sẽ được tham quan và trải nghiệm cái quy trình sản xuất rượu vang do chúng tôi đầu tư tại cái hầm rượu Bà Nà, và qua đó du khách cũng được thưởng thức chính các cái sản phẩm rượu vang mà được sản xuất tại Bà Nà. Với nỗ lực kiến tạo sản phẩm quy mô, đẳng cấp quốc tế, đầu tư và đưa vào các trải nghiệm mới, các điểm đến của Đà Nẵng đã thu hút được những kết quả tích cực, hứa hẹn đưa du lịch Đà Nẵng sớm trở lại đầy mạnh mẽ.